Thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đã chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban với trọng tâm thảo luận về kinh tế số. Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, các đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành, thành viên Ủy ban, lãnh đạo các địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin. Từ đầu năm 2024, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện được triển khai quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm cao. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 quyết định và 2 chỉ thị. Các bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, thúc đẩy chuyển đổi số. Và triển khai đề án 06, đã có 56 trên 63 tỉnh, thành phố ban hành chính sách miễn, giảm phí, lệ phí trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cùng với đó, hạ tầng số, các nền tảng số tiếp tục được phát triển, đặc biệt nhiều trung tâm dữ liệu lớn, hiện đại được khánh thành đi vào hoạt động trong năm 2023-2024. Các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ, xác thực làm sạch dữ liệu với 18 bộ ngành, 63 địa phương. Cũng từ đầu năm đến nay, đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp được đẩy mạnh. Đến nay đã có gần 14,6 triệu tài khoản và hơn 46,2 triệu hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Gần 26,8 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 12,9 nghìn tỷ đồng. Triển khai 41 trên 53 dịch vụ công thiết yếu ở mức độ 3-4. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong quý 1 năm nay, doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin đạt gần 36,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đạt 31 tỷ đô la Mỹ, tăng 17%. Tại phiên họp, các thành viên ủy ban, lãnh đạo các bộ ngành địa phương tập trung đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, rào cản, điểm nghẽn và nguyên nhân, chia sẻ những cách làm hay, mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn, bài học kinh nghiệm, các giải pháp trọng tâm để thực hiện cao nhất các nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian tới. Các đại biểu đề xuất tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về chuyển đổi số, thúc đẩy giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển dữ liệu số và chia sẻ dùng chung dữ liệu, đầu tư xây dựng hạ tầng số, bảo đảm an toàn thông tin mạng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, cùng với những kết quả đã đạt được, thời gian qua, việc ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số còn chậm, chưa có cơ chế hiệu quả để kiểm tra, giám sát, theo dõi, tổng hợp đánh giá việc triển khai công tác chuyển đổi số tại bộ, ngành, địa phương. Nhiều lãnh đạo các ban, bộ ngành địa phương chưa coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số. Còn 390 trên 1.086 thủ tục hành chính chưa được cắt giảm, đơn giản hóa, công tác an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức. Tình hình hoạt động tấn công mạng, đặc biệt là mã độc, tống tiền đang tăng mạnh thời gian gần đây và có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trong giai đoạn tới. Về quan điểm phát triển kinh tế số, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần quán triệt, bám sát và thực hiện hóa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia nói chung, phát triển kinh tế số nói riêng thực chất hiệu quả, huy động sự vào cuộc tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Phát triển kinh tế số là đòi hỏi, yêu cầu bắt buộc trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Thủ tướng nêu rõ, tới đây các đơn vị cần nêu cao tinh thần năm đẩy mạnh, đó là đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế số, đẩy mạnh tạo lập dữ liệu số, phát triển dịch vụ số, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ liên tục, thông suốt, đồng bộ, đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đẩy mạnh an ninh mạng, an toàn thông tin để bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm, từ xa, để huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế số, trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới, góp phần quan trọng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Tại hội nghị, Thủ tướng cũng nêu rõ, tới đây, các đơn vị cần tăng cường nhận thức về vai trò của chuyển đổi số, nhất là người đứng đầu, tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần phải ưu tiên bố trí nguồn lực, tăng cường hợp tác công tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội cho chuyển đổi số.